Phiên bản GTS mới của Electric Taycan. Taycan GTS được định vị cả về giá cả và sức mạnh giữa Taycan 4S 482 mã lực và Taycan Turbo 616 mã lực. Công suất đầu ra là 509 mã lực tăng lên 590 ở chế độ khởi động và được chia giữa hai động cơ, mỗi động cơ ở mỗi trục. Cũng giống như những chiếc Taycan dẫn động 4 bánh khác, GTS có hộp số 2 tốc độ cho động cơ phía sau, trong khi phía trước vẫn là tốc độ đơn. Cũng như phiên bản GTS của các mẫu xe Porsche khác có những tinh chỉnh hiệu suất khác, bao gồm phanh trước lớn hơn với gói gốm carbon làm tùy chọn, hệ thống treo chủ động của Porsche PASM, hoặc Porsche nói về giảm sóc thích ứng và chiều cao, hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh theo tiêu chuẩn. Hệ thống lái cầu sau và thanh chống lật chủ động là những tùy chọn. Nhưng phần trang trí màu đen nhám là một phần của gói GTS. Nhập điểm trường trước sự thúc giục của Porsche, tôi đã thực hiện vài vòng đầu tiên trên chiếc sedan màu phấn của mình với PASM được đặt ở chế độ Sport Plus cứng nhất và hệ thống kiểm soát độ ổn định PASM, hoặc Porsche Stability Management ở chế độ tiêu chuẩn. Với một số người trong tôi đã rời khỏi Big Willow từ trước đại dịch, tôi đã chuẩn bị xuất phát với tốc độ vừa phải. Nhưng Taycan GTS đã sẵn sàng tấn công toàn diện. Nhờ khả năng bám đường phi thường của chiếc xe, tôi đã có thể thực hiện vòng đua ban đầu ở tốc độ ngay sát rìa vùng thoải mái của mình. Quá trình làm quen nhanh chóng trở lại và với tốc độ cao hơn, nhưng Taycan GTS vẫn vô cùng trung lập khi tôi tăng tốc độ của mình. Nó từ chối làm bất cứ điều gì ngoài việc đi chính xác hơn trong mục tiêu. Đường đua chuyển từ mili giây thành phút, và chiếc xe dường như treo trên vách núi, nhưng vòng quay dự kiến vẫn chưa xảy ra. GTS sẽ duy trì hành trình của mình cho đến khi có đủ trọng lượng trên lốp xe để chúng tôi tiếp tục điều khiển. Trong vài vòng tiếp theo, tôi đã chuyển đổi giữa hai chế độ kiểm soát ổn định và ngạc nhiên trước sự thay đổi về phong thái của chiếc xe từ trường học đi đâu đó ở đâu sang động vật trượt mạnh. Nếu cuộc sống này không tốt hơn nhờ thiết bị điện tử, chúng ta không biết điều gì là tốt. Tuy nhiên, tôi yêu thích mẫu GTS mới tuyệt vời này. Mặc dù không dễ bay hơi như Turbo và Turbo S, Taycan GTS vẫn cung cấp nhiều tốc độ với hệ thống treo được mài giũa cho những người thích đi nhanh trong khúc cua hơn là chạy nhanh trên đường thẳng. Lập trình kiểm soát ổn định chu đáo khiến nó trở thành một chiếc xe cá tính, và tôi yêu cả hai tính cách. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!